đồng chiến, tức là hai người lính lại cùng chung một đội và đồng chiến đấu, rồi đồng cam cộng khổ với nhau, chia giao từng cái là một mũi, từng những cái sẻ chia gian khổ với nhau trong lúc mà cùng kháng chiến. Cái nội dung cái bài nó vậy đấy nha. Rồi mai mai sẽ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.